Bài 5 này thì ta thấy là đầu đề bài xong nhận thấy là nó sẽ phát triển thêm của bài 3. Bài 3 là sử dụng hai nút bấm, một nút ấn là nó sẽ tự động tăng, một nút ấn là nó sẽ dừng lại. Bài 3 này sẽ có thêm một nút là khi ấn nút thứ ba thì LED sẽ tự động giảm. Rồi. Về mạch của bài 5 này thì sẽ tương tự như mạch của bài 3 và có thêm một nút bấm nối vào chân D2. Tiếp theo ta khởi tạo chương trình. Port B điều khiển LED khởi tạo làm cổng ra. Ba nút bấm nối vào ba chân D012 là khởi tạo cổng vào và kích hoạt trở treo. Như vậy là xong. Tiếp theo để giải quyết bài 5 thì ta lại copy những đoạn code của bài 3 copy sang. Bài 5 là phát triển thêm của bài 3, như vậy những đoạn phần nào giống nhau ta copy sang. Đó, bài đây bài 5. Copy code của bài 3 sang. Đầu tiên vẫn khai báo mảng mã hiển thị cho LED 7 thanh. Khai báo biến X để hiển thị, biến mode để lựa chọn chế độ để biết được chế độ hoạt động, biến đếm để đếm thời gian. Bài 5 yêu cầu biến X ban đầu bằng ban đầu hiển thị số 6. Cho biến X bằng 6 ở trước Y1. Tiếp theo là copy đoạn chương trình trong Y1 của bài số 3. Đây là đoạn chương trình số tự động giảm, ta đã sửa lại rồi. Cái này ta sửa lại thành tự động tăng thì là nếu x nhỏ hơn 9 thì cho x cộng cộng. Nếu sai thì cho x bằng 0. Đây chính là đoạn chương trình tự động tăng. Lệnh port B bằng 5BX sẽ phải liên tục được gọi để cho nó hiển thị lên. Nếu ấn nút thứ nhất thì cho biến mode bằng 1. Nếu ấn nút thứ hai thì cho biến mode bằng 0. Tiếp theo ra ngoài hai cái if đó ta set một cái if khác, đó là nếu biến mode bằng 1, set điều kiện biến mode thì ta cho chạy đoạn chương trình tự động tăng số. Đoạn chương trình tự động tăng số đó bao gồm các lệnh như sau. Đầu tiên là lệnh trễ 100 ms giây. Sau đó cho biến đếm cộng cộng. Và nếu biến đếm đạt đến 10 thì ta cho đoạn chương trình là tăng biến x. Tăng biến x, sau đó gán biến đếm bằng 0. Như vậy đề bài hỏi là sau 1 giây số tự động tăng thì ta sẽ đếm 10 lần. 10 lần của 100 ms giây này sẽ được 1 giây. Như vậy nếu mà đề bài yêu cầu khác đi, ví dụ nửa giây thôi, 500 ms giây thì chỗ này ta cho biến đếm đếm 5 lần thôi thì sẽ được 500 ms giây. Tiếp theo đây mới là đoạn chương trình một nút tăng một nút dừng thôi. Nếu ấn nút thứ ba thì ta cho biến từ số tự động giảm sau mỗi 1 giây. Như vậy ta phải thêm một cái if thứ ba nữa, nút thứ ba pin d.2 bằng 0. Ta cho biến mode, bây giờ sẽ cho biến mode một giá trị khác, tức là bằng 2. Ấn nút thứ nhất thì mode bằng 1, ấn nút thứ hai mode bằng 0, ấn nút thứ ba mode bằng 2. Tiếp theo ta sẽ set chương trình, xử lý đoạn chương trình cho số tự động tăng. Tự động tăng rồi ấn nút thứ ba nếu mode bằng 2 thì bây giờ ta sẽ phải thực hiện là nếu mode bằng 2 này thì sẽ cho đoạn chương trình tự động giảm. Như vậy ta sửa lại từ đoạn chương trình trên, vẫn là delay 100 ms giây này, vẫn biến đếm cộng này, và lần đếm đạt 10 lần thì ta cho biến x giảm, tức là chỗ này sửa lại nếu x lớn 0 thì cho x giảm. Chạy chương trình.
Ban đầu hiển thị số 6, nếu ấn nút thứ nhất, số tự động tăng 6, 7, 8, 9 vòng về 0. Rồi, đúng rồi. Nếu ấn nút thứ hai, số sẽ phải dừng lại ngay lập tức. Đấy, như vậy là số đã dừng lại luôn. Nếu ấn nút thứ ba, số tự động giảm. Rồi, như vậy là chương trình đã chạy đúng theo yêu cầu của đề bài. Bây giờ ta thử một trường hợp nữa là nếu số đang giảm, đang tự động giảm này, nếu ta ấn nút thứ nhất thì nó có tự động tăng ngay hay không? 3, 2, 1, 0, để cho nó vòng về giữa đã. 8. Nếu ấn nút thứ nhất là như vậy là nó tự động tăng luôn. Và nếu nó đang tự động tăng, hit 0, 1, 2, ấn nút thứ ba nó lại tự động giảm luôn. Ấn nút thứ hai dừng lại. Vậy là đã chạy đúng theo yêu cầu đề bài.